Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập, em giỏi giờ về giao tiếp, em rất là đam mê kinh doanh. Em máu kinh doanh dữ lắm và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Cắp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ. Đúng luôn á, ghê thiệt chứ, không chừa phần ai. Chào chị. Chị ở bên đây, chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn, cái voice của em rất là chắc. Cảm ơn chị. Mà nó vang á. Dạ. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Dạ. Em thấy anh Quyền Linh không, giọng anh thấy ghê không? Bởi vậy MC quốc dân là vậy đó. Dạ. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? À, em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu. Xin mời nhà gái. Mời đi cưng. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, em xin chào khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào bạn đồng hành. Em tên là Ngô Đình Đào. Em năm nay 42 tuổi, làm nghề rửa xe. Dạ. Mình rửa xe là rửa xe máy, sửa xe ô tô. Dạ, tất cả xe ô tô, xe máy. Ồ, hay. Dạ, ngày nay hot lắm á. Rửa xe giờ 80 trăm mấy không á. Dạ. Rửa ở đâu vậy Đào? Dạ, ở đường Đồng Đen, Bầu Cát, Tân Bình. Tân Bình. Con xin chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ngọc Bích, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh hai tiệm áo cưới ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Một mình em mà có hai tiệm kinh doanh là của dạ. Một mình em hết đó. Dạ, em gầy lên, dạ. Em quản lý hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Trời, rất là giỏi nghe em. Còn bên nam là tiệm rửa xe, cũng là dịch vụ phục vụ khách hàng. Chăm sóc khách hàng luôn á. Anh nghĩ rằng hai em là có một cách giao tiếp với khách hàng rất là tốt mới làm được điều đó. Nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cái khả năng giao tiếp thì em cũng có chút, nhưng mà không biết đó là ưu hay là khuyết, tại vì cũng nhiều bạn gái cũng không thích em. Sợ lỡ trong khuyết điểm của em thì nhiều lắm, kể không hết. Thí dụ vài cái khuyết điểm đi. Ở giờ coi khuyết điểm này mà ra. Với không gọn gàng. Ở dơ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa. Với nóng tính. Ở dơ không gọn gàng, ta nói cái nóng tính. Cái là ta. Ủa nhưng mà ở dơ ngày anh tắm mấy lần? Dạ không, cơ thể thì không có nổi dơ, nhưng mà cái phòng ngủ cơ thể nó không được sạch. Dơ đúng không? Phòng ngủ bừa bộn đúng không? Thậm chí cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại cái đó là khách nó tới là mình phải chăm chút cái đó. Còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không? Dạ. Nửa vợ vô, vợ lo cái phòng ngủ được. Thôi để hỏi bên đây coi tính tình ta có gọn gàng không nè. Dạ gọn gàng. Gọn gàng có sạch sẽ không? Dạ có, tại vì em làm bên ngành cưới á. Thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia. Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập, em giỏi giờ về giao tiếp, em rất là đam mê kinh doanh. Em máu kinh doanh dữ lắm và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Cắp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ. Đúng luôn á. Ghê thiệt chứ, không chừa phần ai. Chào chị. Chị ở bên đây, chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn, cái voice của em rất là chắc. Cảm ơn chị. Mà nó vang á. Dạ. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Dạ. Em thấy anh Quyền Linh không, giọng anh thấy ghê không? Bởi vậy MC quốc dân là vậy đó. Dạ. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? Em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu lên những cành cong, nhưng mà em chưa kiếm được cái cành nào thẳng, nó chắc là nó không có dám đậu. Vậy thì nói ra nó hơi yếu xíu, nhưng mà thực tế là như vậy. Chia tay đó là ai chủ động trước? Cả hai cùng chủ động chị. 7 năm qua thì có gặp lại nhiều không vậy em? Dạ tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con. Chăm sóc cho con. Dạ. Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ cũng rủ cũng tới không? Dạ cũng có một chút giai đoạn, nhưng mà nó cũng lâu rồi, nhưng mà cả hai cũng nhìn nhận là không được thì không thể được. Dạ không thể được nữa, giống như cái đinh nó đóng vào cái miếng dán là rút ra nó vẫn còn cái lỗ. Người đàn ông thế để đàn gái hiểu đúng rồi rõ hơn về đàn trai. Nhưng mà con gái em nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có người mới không? Dạ có, cách đây hai bữa em có nói. Bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con
là con nha. Thấy thương á, đã bằng tuổi Bí Ngô với lại Lê Mạc Dẻ đó. Thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á. Mà em vui, em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết, không có vấn đề gì. Không có, nó nhằn cũng mệt lắm. Đó không, em không chịu là cũng mệt lắm á. Ok, rồi bây giờ hỏi tới nhà gái nè. Em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không? Dạ không sao ạ, tại vì thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ. Tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, lý do? Chung là cũng do hai đứa em thôi ạ, chứ không phải riêng vì một mình ai hết. Dạ. Rồi em có con chưa? Dạ có, em có một bé gái 2 tuổi. Ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, rồi đúng bà ngoại canh giùm. Dạ. Chăm sóc giùm. Dạ. Vậy tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Dạ. Rồi đến qua coi nhà gái sao nha. Đào 42 tuổi cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu. Nhìn trẻ lắm nghe, 42. Con chào chú lên. Trời ơi, em gái xinh đẹp. Chào anh thôi để chú bị tổn thương. Chú đó. Cũng được, chú bác thì cũng được. Chào chú cả. là anh bị tổn thương đó cưng. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết. Dạ. Chú là idol của con á. Hả? Chú là idol của con á. Cảm ơn con nha. Rồi, bà nhà gái mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi thì cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Cho nên là con muốn mẫu người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Cao 1m7 trở lên. 7 trở lên. Tại vì con cũng lùn quá. Cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu. Bạn trai của con là không hút thuốc, không vũ phu nha. Và phải đam mê kinh doanh giống như con cũng thích kinh doanh vậy lắm. Con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ. Đây đam mê kinh doanh có rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn cái hút thuốc, nhậu nhẹt, vũ phu gì đó. Sự là cũng không thích người đàn ông vũ phu và chắc chắn là em không có tính đó. Nhưng mà hút thuốc thì em có, với lại 1m7 thì em không tới. Tại vì em có 1m65 mà. Thường mà em làm mặt ngầu lắm, mặt lạnh lắm. Nên hay là gọi em là Đào lạnh lùng là vậy. Vừa lùng mà mặt lạnh nữa, là lạnh lùng. Ở bên đây thì thấy rằng là bạn gái đang muốn 1m7 thì anh nghĩ rằng đây 1m65 mang dài lên cũng không sao. Ha? Mang dài 7 phân lên, từ giờ ta mang cả tất không à. Thành rồi. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với em gái của em chơi thân ạ. Chào em gái. Rồi. Dạ. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ, con là em của chị Bích ạ. Thì em thấy anh này cũng rất là dễ thương. Với chị của em rất là giỏi về kinh doanh. Dạ, nói chung chị em rất là mạnh mẽ luôn. Nếu mà được thì em mong hai người là thành một cặp ạ. Rồi. Anh cảm ơn em. Nói rất là xúc tích luôn á. Trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với một người anh họ của em là anh Minh, với lại một số anh em đồng nghiệp. Thì anh rất là trẻ, dùng tại nể râu nhìn hơi già. Xin chào chương trình, chào MC Hùng Vân. Dạ anh chào. Chào MC Quỳnh Linh. Tôi là anh của Ngô Đình Đào. Anh em là anh em họ mà chơi với nhau cũng như là anh em ruột thân lắm. Cho nên là mình biết tính em mình, nói chung là nó rất là đam mê mà nó là chân thật, là chịu khó nữa. Bây giờ tôi nhận xét về cô là Bích đây, là tôi thấy là cô này dễ thương ngon à. Ngon à, trắng coi như bông bưởi chứ không có giỡn Xinh đẹp á. Nước D chứ không phải nước đó, chính xác. Cho nên là anh thấy như này Đào. Dạ. Hai người thấy thì nói chung là một người thì đã từng gãy gánh, một người thì cũng lỡ chuyến đò. Anh thấy là nó hợp thì em và Quýt thì mình cho nhau một cơ hội ha. Cũng mong cho cặp đôi này là vợ thành chồng. Để anh đi đám cưới, đi mô tô rồi mình làm rước dâu đồ với ồn ào đồ, đúng không? Dạ. Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn Minh. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh chào em. Anh chào em. Quá trời trời đó. Tôi phải lên tôi cầm phụ anh rồi đó. Anh có bó hoa tự làm, nó không được đẹp nhưng mà đây là cái tấm lòng của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cái này là đẹp lắm rồi á. Cái này chay nước hoa. Em cần xịt không anh? Đúng rồi đó, xịt cái mùi nó đúng cái mùi của mình hay không? Mình không đúng không? Tôi lâm cho nó trời thơm coi. Đó. Anh xịt cho em nha. Đó, cưng ghê không? Đúng mùi mình thích không nè? Dạ mùi thơm lắm chị, dễ chịu lắm.
không nhận thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á. Em là bên ngành cưới á, cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi, rồi, mở ra luôn. Dạ, anh có muốn mà thử đi coi nó có vừa không? Đào, mở ra luôn Đào, thử luôn Đào. Dạ, em thử luôn nha chị ha. Thử cái áo khoác coi. Ngại quá. Thay kia luôn, thay kia. Trời ơi. Wow, mặc luôn. Mặc luôn Đào, mặc luôn đi chị. Ấy cái cổ ra cưng. Ấy cái cổ cho anh cho nó chỉnh chu xong rồi mặc luôn đi cưng. Vừa luôn, vừa có luôn. Có điềm rồi nha, có điềm rồi đó. Dạ được rồi. Trời ơi. Hai đứa chụp tấm hình luôn đi. Giống như quá trời. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Vừa in hình luôn á, ghê thiệt chứ. Chúc mừng. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Dạ hồi nãy em có nghe anh nói là anh nóng tính á. Dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh? Anh chơi mô tô. Anh nóng tính là anh lấy xe, anh chẳng hạn anh chạy ra Phan Thiết rồi anh chạy về. Vậy đó, nếu ở nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái. Vậy thôi chứ không có cái chuyện vũ phu. Lúc nóng lên sao biết được cái nào rẻ, cái nào mắc. Cái kia lựa chứ. Có sự tính toán nhẹ hả? Anh nóng là anh đừng đập em là được. Chắc đập đồ nhựa không quá ha. Ừ. À, thí dụ hẹn hò nhau em ở Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Hồ Chí Minh, để xem thế nào. Vậy anh cảm thấy đó, khoảng cách nó xa quá không? Trời ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo, dẫn người ta đi Phan Thiết rồi sáng đêm người ta về người. Bình Dương là cái gì đúng không em? Dạ. Ừ. Chạy từng tiếng là tới với em à. Dạ. Làm gì tới. Cái khoảng cách địa lý thì theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở. Em hỏi thử đi, nếu anh Đào anh nhìn em có anh thấy nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong? Cơ bản là nó cứng. Cứng để đậu được không? Cứng để đậu được rồi đúng không? Thì cảm giác này thôi thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy. Dạ thì thật sự thì khi mà em đã trải qua một lần rồi, em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á. Em sợ cái cảm giác đó một lần nữa cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á, thì em mới dám thêm một lần nữa chứ em cũng sợ quá. Đúng đó, dạ. Anh thấy thế này nè. Đúng rồi. Giữa hai em á, đều chững chạc hết rồi. Dạ. Có thể quyết định rất là sớm, nhưng có thể không quyết định gì cả. Dạ. Nếu như chính xác, chúng ta biết đây là một nửa thương của mình, quyết định luôn. Dạ. Anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái, nắm tay bạn gái, để chúng ta có thể trao nhau cảm xúc đầu tiên. Anh sẽ phải đi. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng mắt cô gái. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, tôi tưởng tất nhung nhớ hả? Đông đầy trong lòng mặt. Trời ơi hát. Buổi chiều con gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Hay quá em ơi. Trời ơi. Bích hát đi, nhìn tặng hát Đào bài đi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Đời này ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương. Ý, được đấy. Đấy, một chút thẹn thùng như thế, đó là một trong những điều rất là ấn tượng. Ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Và tiến hành bấm nút thôi. Nếu các bạn cảm giác đây một nửa bạn gái của mình, bấm ngay, đừng chờ đợi gì cả. Đúng rồi, không cần tôi đếm. Nếu luôn. Nếu thích chúng ta bấm luôn. Một. Nếu đúng bấm, không đúng chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Hai đó, người ta bấm mất rồi. Hai ba rồi xong. Hết thời gian. Đào rất là rồi, nhanh nhạy nha, một cái phật là bấm liền thôi, không cần suy nghĩ. Bấm tay nào. Nói chứ các bạn thật sự là đủ lớn để quyết định những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Rồi Đào ơi, đặt một nụ hôn đầu tiên đi, hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa. Hôn đi đó. Bây giờ đến cơ hội của em rồi đó. Mà anh khoái nhất cái đoạn đó thôi. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa,
Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quý ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Rồi, nào hãy đưa nhau đi đến bất cứ nơi nào mà mình yêu thích. Hey, như vậy là chúng ta đã...